một buổi tối thứ sáu của tháng Giêng năm 2002. Khán giả trên một đài truyền hình địa phương tại thành phố Vermont, bang California, Hoa Kỳ, đã chứng kiến một cảnh thật cảm động. Trước giờ thi đấu bóng rổ của các đội nữ của các trường trung học trong thành phố, năm cô gái đã xuất hiện trên sân để giải thích trước cộng đồng về lý do tại sao người nữ huấn luyện viên của các em đã đuổi các em ra khỏi đội của trường. Huấn luyện viên này đã đưa ra một quy luật là không cho phép bất cứ cầu thủ nào uống rượu mạnh hay dùng ma túy. Tất cả năm cô gái trên đây đã không tuân thủ quy luật này. Trong một bữa tiệc sinh nhật, họ đã uống rượu. Ngày hôm sau, câu chuyện của họ đã được đồn thổi khắp trường. Người nữ huấn luyện viên đã buộc lòng phải đuổi họ ra khỏi đội của trường, mặc dù họ là những thành phần nòng cốt của đội. Đêm đó, trước giờ thi đấu của đội, năm cô gái đã xuất hiện trước mặt mọi người để bày tỏ thái độ hoàn toàn tuân phục của họ đối với quyết định của huấn luyện viên. Nhưng họ còn có một sứ điệp khác để nhắn gửi với mọi người. Đó là cộng đồng cần phải chú ý đến một trong những vấn đề trầm trọng là nạn uống rượu và nghiện ma túy nơi thanh thiếu niên trong cộng đồng. Một trong năm cô gái đã phát biểu như sau. Chúng tôi đã có hành động sai trái. Chúng tôi hy vọng rằng biến cố này sẽ giúp mọi người mở mắt ra và ý thức rằng nghiện ngập hiện đang là một vấn đề trong cộng đồng chúng ta. Nếu quý vị cộng tác với chúng tôi để giải quyết vấn đề này, quý vị sẽ giúp chúng tôi cảm nhận được rằng việc chúng tôi bị đuổi ra khỏi đội của trường không phải là một quyết định bất công. Sau khi cô gái dứt lời, tất cả mọi khán giả đều đứng lên vỗ tay hoan hô. Năm cô gái này không những hành động lương thiện, họ còn là những người biết tôn trọng danh dự. Họ không đòi hỏi phải được đối xử như những vận động viên hoặc tìm luật sư để thưa kiện huấn luyện viên. Họ đã nhận ra rằng bổn phận, trách nhiệm và danh dự là điều quan trọng hơn cả vinh quang trên sân đấu. Giáo dục cho con cái biết trọng danh dự và sống có trách nhiệm. Thiết tưởng đây phải là ưu tiên hàng đầu của cha mẹ Việt Nam hiện nay. Trong một xã hội mà ai ai cũng đều hầu như bất lực đứng nhìn sự tụt hậu về đạo đức, tinh thần trách nhiệm là giá trị quý hiếm nhất. Tham nhũng đã được chính thức nhìn nhận là quốc nạn. Ai cũng nói đến tham nhũng, nhưng chẳng có ai dám can đảm đứng ra chịu trách nhiệm về tình trạng này. Thiếu trách nhiệm cũng có nghĩa là vô liêm sỉ. Dạy con sống có trách nhiệm trước tiên là dạy chúng biết trọng danh dự. Tôn trọng danh dự là nhận trách nhiệm về việc làm sai trái của mình. Danh dự là một trách nhiệm về sự cam kết của mình đối với niềm tin về đúng sai, thiện ác, tốt xấu. Danh dự là yếu tố then chốt của lòng can đảm và hành động anh hùng. Người không có danh dự không bao giờ dám liều mạng vì người khác. Người không có danh dự là người luôn trút bỏ trách nhiệm lên người khác vì hành vi sai trái của mình. Ông Roger Ebert, một nhà phê bình văn hóa và điện ảnh nổi tiếng, đã nói đến thái độ thiếu trách nhiệm trong xã hội Mỹ hiện nay như sau. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà khi thảm họa xảy đến, chỉ có nạn nhân, chứ không có anh hùng. Câu nói ấy lẽ ra không nên áp dụng cho xã hội Mỹ, bởi vì trong cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, người ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu người đã hy sinh tính mạng để cứu người khác. Trong những gia đình đã liều mất tất cả để cứu người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến, có một số người trẻ đã có ý thức cao về danh dự. Chính danh dự đã thúc đẩy họ vượt qua những tính toán hẹp hòi của cha mẹ họ để sống cho người khác.
Antosia Adamovich là một cô gái Lithuania, 16 tuổi. Một đêm nọ, cô không thể chợp mắt được khi biết rằng hiện có bốn người Do Thái đang lẫn trốn trong nhà kho của nông trại gia đình mình. Cha mẹ cô cấm cô không được ra ngoài vì tuyết đang xuống. Nhưng Antosia biết rằng những người Do Thái đang rét run và đói lả từ hai ngày qua. Cô gái đành phải hành động ngược lại với ý muốn của cha mẹ. Cô lén lút lấy bánh mì và nước mang vào kho cho bốn người Do Thái. Chính nhờ thức ăn và nước uống đó mà bốn người Do Thái đã sống sót. Con cái luôn được dạy dỗ để vâng lời cha mẹ. Tuy nhiên, cha mẹ chỉ thực sự được kính trọng khi họ chứng tỏ là những con người có trách nhiệm. Càng muốn bảo vệ và hướng dẫn con cái thì càng phải tỏ ra có trách nhiệm và sống cho đến cùng những niềm xác tín của mình. Danh dự luôn đi đôi với trách nhiệm, và trách nhiệm là làm những chọn lựa mà mình phải sẵn sàng đón nhận các hậu quả. Vừa cấp sách đến trường, trẻ con đã có thể học được rằng cách cư xử của chúng là một chọn lựa, mà hậu quả có liên hệ đến người khác. Những chọn lựa cao thượng cũng có thể có những hậu quả ngược lại. Một học sinh thấy chúng bạn đánh nhau đã nhảy vào can thiệp. Nhưng thầy giáo không chỉ phạt những người đánh nhau, mà còn cả người học sinh đứng ra can thiệp. Cậu học sinh này thất vọng vì cách đối xử không công bình của thầy giáo. Thí dụ này cho thấy rằng những chọn lựa cao thượng không luôn luôn mang lại những kết quả tốt đẹp. Ý nghĩ cho rằng mọi sự đều sẽ tốt đẹp nếu chúng ta làm điều tốt là một ảo tưởng nguy hiểm. Người thực sự trọng danh dự không màng đến những hậu quả tốt xấu. Danh dự luôn có tính vô vị lợi. Người biết tôn trọng danh dự là người biết xấu hổ khi làm điều sai trái, hay khi không làm điều lẽ ra mình phải làm. Tụ trung, lương tâm chính là quan án tối thượng đối với những người trọng danh dự và sống có trách nhiệm. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái.